chào mừng các bạn đã đến với kênh bảo hộ xe máy Joey Shop. Thì hiện tại shop đang tiến hành lên ba ga và thùng cho anh khách đi xe Airblade. Thì đối với dòng Honda Airblade 125 và 150 thì khi muốn lên thùng thì sao, các bạn cần phải thay cái ba ga zin, vì ba ga zin của nó rất là ngắn nha các bạn, thì mình không thể lắp được thùng. Thì đây là ba ga SR. Thì ba ga này được hãng Givi thiết kế riêng cho xe Airblade 125 và 150 các bạn đều có thể lắp được. Và quy trình lắp thì mình chỉ cần lắp zin như ba ga zin nha các bạn. Và ốc tán thì hãng sẽ tặng kèm mình đầy đủ, mình không cần phải mua thêm gì hết. Và ba ga này được làm từ khung thép chịu lực, được gia công tại nhà máy Givi Malaysia và được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam. Và nếu các bạn không có lên thùng thì các bạn có thể lên cái ba ga này để chở đồ hoặc có thể cầm nắm xe, dắt xe rất là êm tai, cứng chắc, nhìn rất là đẹp nha các bạn. Nhìn ở ngoài sẽ rất là đẹp hơn ở trong hình rất là nhiều. Thì mỗi cái thùng sẽ có một cái đế đi kèm như thế này. Thì cái đế này mình sẽ được bắt cố định vào ba ga. Còn thùng thì các bạn có thể linh hoạt gắn vào hoặc tháo ra nha các bạn. Với điều kiện là phải có chìa khóa của Givi kèm theo, chìa khóa thùng thì các bạn mới có thể thao tác được. Và sau khi siết ốc lại chặt thì mình có thể đóng cái nắp lại và siết ốc lại. Thì cái nắp này nó che để đảm bảo được cái độ thẩm mỹ và giúp cho ốc không có bị nước vào, bị sét nha các bạn. Thì hãng Givi rất là chu đáo về vấn đề đó. Thì cái thùng mà anh chị khách chọn là thùng B32N. Thì cái giá thùng hiện tại là 1.260.000 nha các bạn. Và cái thùng kèm ba ga tổng cộng là 1.930.000. Bên mình sẽ không có tính phí lắp ráp. Nếu các bạn mà mang xe đến shop thì bên mình sẽ miễn phí hết. Còn đối với các bạn ở xa thì mình sẽ gửi hàng đi và hướng dẫn cho các bạn cách để lắp tại nhà. Cũng khá là đơn giản, vì lắp zin nên không cần chế độ gì thêm. Và thùng thì dùng loại khóa B, khi các bạn chỉ cần một thao tác là có thể khóa thùng lại được. Và khi khóa thùng lại thì các bạn không có thể lấy được thùng ra khỏi xe và cũng không thể mở được nắp thùng, trừ khi nào có chìa khóa trong tay thì các bạn mở ở chế độ mở thì mới có thể mở nắp thùng và mở thùng ra khỏi xe. Và thùng thì cũng được thiết kế chống nước mưa hoàn toàn luôn nha các bạn. Các bạn có thể đi yên tâm đi mùa mưa mà có thể chứa những cái đồ điện tử hoặc là giấy tờ bên trong mà không sợ bị ướt. Và trên thùng cũng có cái quai sách, các bạn khi đến nơi làm việc các bạn có thể bấm nút lấy thùng ra và xách đi như cái vali nha các bạn. Rất là tiện lợi. Và vỏ thùng này rất phù hợp cho xe Airblade và những dòng xe tay ga cỡ nhỏ nha các bạn. Thiết kế vuông rất là đẹp. Và ở shop thì có sẵn rất là nhiều mẫu thùng Givi chính hãng khác. Nếu các bạn không ưng cái mẫu thùng đó thì có thể chọn cái mẫu thùng theo sở thích của mình và nhu cầu của mình, thì shop sẽ hỗ trợ lắp cho các bạn. Ở shop thì có phân phối xỉ lẻ các mẫu thùng Givi chính hãng và các sản phẩm ba ga Givi. Nếu các bạn có nhu cầu mua xỉ lẻ cứ liên hệ với shop nha. Shop có để số điện thoại Zalo ở phần mô tả và địa chỉ cửa hàng để các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để tham khảo. Đối với những bạn ở xa thì shop có hỗ trợ giao hàng đến tận nơi cho các bạn nha. Các bạn chỉ cần nhắn tin cho shop thì shop sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và shop còn có sẵn rất là nhiều mũ bảo hiểm 3/4 full face của rất là nhiều thương hiệu. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng. Hiện tại shop đang có chương trình khuyến mãi rất là nhiều. Shop cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.